cạnh kia, phía trước hình như có một con nai. Hãy tới đó và ký sinh đi con trai. Con biết rồi, con biết rồi thưa mẹ. Cuối cùng con cũng có chủ thể riêng của mình. Thành công rồi, thành công rồi. Chúc mừng con, cuối cùng con cũng đã chính thức trưởng thành rồi. Con cảm ơn mẹ, con cảm ơn mẹ nhiều lắm. Mẹ không những đã đẻ con ra, còn nuôi dưỡng con. Mặc dù mẹ có chủ thể là cái xấu do cho xích, nhưng không hề bỏ con, còn giúp con tìm được chủ thể này do cho xích này nữa. Mẹ là mẹ của con, đó là trách nhiệm của mẹ, con không cần phải mang ơn đâu. Thôi được rồi, giờ con đã tự lập, hãy cố gắng sống thật tốt. Con biết rồi, con sẽ nhớ mẹ lắm. Nhưng một ngày nào đó, con sẽ quay về thăm mẹ. Bây giờ, con bắt đầu cuộc hành trình là quái vật này do cho xích của mình đây. Con ơi, hãy bảo trọng. Và nếu con gặp khó khăn gì, hãy quay về tìm mẹ. Vâng, thưa mẹ. Cuối cùng, đứa con thân yêu nhất của mình, nó cũng rời xa mình rồi. Thôi, bắt đầu cuộc sống mới nào. Về nhà thôi. Hả? Gì thế này? Sao giống như những tên con người quá vậy? Trên tiền, cơ thể của bọn chúng bốc lên một mùi hôi thôi và lở lét chảy mũ, chảy máu khắp nơi. Trời quá! Bọn ta muốn ăn thịt! Bọn ta muốn ăn thịt hút máu! Hãy lại đây! Trên tiền, đúng là lũ con người rồi! Nhưng bọn chúng bị gì thế này? Thấy mình không những không sợ mà còn đòi muốn xé xác mình! Bọn chúng to gan thật! Nhà! Chết tiệt, cơ thể bọn chúng thật là kinh khủng. Sao mình vẫn còn nghe thấy tiếng của bọn chúng chứ? Không lẽ bọn chúng vẫn còn à? Nhưng mình không thấy gì cả. Chết tiệt. Cuối cùng, virus zombie chúa tể ta đây đã có được một cơ thể mới vô cùng mạnh mẽ. Được rồi, bắt đầu chuyến hành trình mới thôi. Sao khu rừng quanh đây lại vắng vẻ thú thế này? Thấy bọn chúng rồi, cuối cùng cũng đã tìm ra bọn chúng rồi. Hãy trở thành thức ăn của Nijoshita ta đây đi. Bớ người ta, có một động vật đã bị nhiễm zombie rồi kìa. Mau chạy đi. Trời tiên, những sinh vật còn sống, mau tản ra, chạy khắp mọi nơi đi. Các người có mà chạy đằng trời, trước sau cũng vào bụng ta thôi. Khốn kiếp, dừng lại, hãy dừng lại. Thứ này zombie kìa, ngươi thật là độc ác. Nha. Gì chứ, tại sao các ngươi hết con này đến con khác cứ bảo ta là zombie? Ta không phải, ta chính là quái vật Nijoshita. Còn các ngươi sẽ là thức ăn của ta. Cái gì, ngươi không phải bị nhiễm virus zombie rồi biến thành ra thế này hay sao? Rất nhiều sinh vật trong khu rừng này đã trở thành xác sống, cắn xé, ăn thịt lẫn nhau. Chỉ còn lại một số ít bọn ta, vậy mà ngươi độc ác cũng không tha. Biến thành zombie à? Là gì chứ? Nhưng đó là chuyện của các ngươi, còn ta thì biết ăn thịt các ngươi mà thôi. Được lắm. Ngươi muốn tàn sát hết muôn loài trong khu rừng này, vậy thì ta là chúa tể Sơn Lâm. Ta không thể nào đứng nhìn và bỏ chạy. Ta liều mạng cho ngươi chết chung. Cái gì? Con sư tử này? Ngươi dám? Dám? Được lắm. Vậy thì ta sẽ phơn ngươi cho đến khi ngươi kiệt sức thì thôi. Thật khổ kiếp, ta phải giết chết ngươi để báo thù cho những sinh vật bị ngươi ăn thịt. Nhạp. Ngon quá. Âm thanh gì vậy? Hình như nó phát ra ở khu rừng đằng kia. Bụng mình lại còn cào nữa rồi. Mình lại muốn nạp thêm thức ăn. Ngon quá, đã quá. Thịt tươi và máu tươi của lũ voi này khiến mình thật dễ chịu. Thì ra là lũ con người. Bọn chúng bị gì thế này? Sao người bọn chúng lỡ lét hết thế vậy? Chết tiệt, mau tránh xa ta ra. Tránh xa ta ra. Kẻ nào to gan dám giết chết lũ thuộc hạ zombie của ta? Lại xuất hiện thêm một con hưu trục quái dị nữa à? Ồ, là tiếng của mẹ mình. Không phải. Thưa cá sấu quái dị này, không phải là cá sấu vô cho xích mẹ của mình. Cái gì? Cá sấu vô cho xích là mẹ của ngươi? Còn ngươi không lẽ là Nijoshita hay sao? Không thể nào,
Cá sấu thì làm sao mà đẻ ra nai được? Đây chỉ là những cơ thể mà bọn ta ký sinh chiếm lấy mà thôi. Bọn ta thực chất là những ký sinh trùng ngoài hành tinh. Mẹ ta đã đẻ ra ta, và mẹ ta đã chiếm lấy một cơ thể của cá sấu biến thành cá sấu vô cho xích. Còn ta thì chiếm lấy một cơ thể của nai biến thành nai vô cho xích. Ngươi đã hiểu chưa? Ồ, thì ra là thế. Hèn chi mẹ ngươi và ngươi lại mạnh mẽ đến như vậy. Nhưng đáng tiếc, mẹ của ngươi đã bị một virus zombie như ta chiếm lấy và biến thành một thực thể cá sấu zombie như thế này rồi. Ngươi, ngươi nói cái gì chứ? Không lẽ đây là cơ thể của mẹ ta bị ngươi chiếm đoạt? Chết tiệt, chết tiệt! Mau trả lại cho ta, mau trả bà ấy lại cho ta! Ngươi la hét làm cái gì? Ngươi chiếm lấy cơ thể của những động vật hoang dã khác ký sinh làm vật chủ, thì tại sao bọn ta không chiếm lấy cơ thể của các ngươi để trở thành xác sống để bọn ta điều khiển chứ? Đáng ghét, đáng ghét! Biết bao nhiêu sinh vật, tại sao các ngươi không chiếm đoạt mà lại nhắm vào mẹ con của ta? Những thứ gì thế này? Chết ra, chết ra! Nhưng ngươi cũng rất là mạnh mẽ, rất thích hợp để những virus zombie con của ta chiếm đóng lên cơ thể ngươi, biến ngươi thành một xác sống mạnh mẽ thứ hai. Nào, chấp nhận con của ta đi, để bọn chúng điều khiển ngươi. Cái gì? Ngươi đã chiếm đoạt thân xác của mẹ ta, bây giờ còn muốn chiếm đoạt cơ thể ta để cho các con của ngươi sử dụng mà? Chết tiệt, ta sẽ liều mạng giết chết ngươi. Ngươi chửi bới bọn ta à? Còn lũ vô cho xích của các ngươi thì sao? Các ngươi cũng giống như bọn ta thôi, những sinh vật đang yên đang lành, các ngươi lại chiếm đoạt thân xác của họ để ký sinh, thì bây giờ các ngươi cũng phải nhận hậu quả như vậy. Không, không, ta không muốn. Thưa mẹ, chúng con đã chiếm được cơ thể của con hưu đáng ghét đây rồi. Chúc mừng các con. Thôi được rồi, chúng ta cần phải có một số chuyện phải làm. Đi thôi. Chạy đi, nào chạy đi. Là tên dũng sĩ diệt zombie, hắn tới giết chúng ta kìa. Lũ xác sống, hôm nay sẽ là ngày tàn của các ngươi. Đến lúc thời đại của lũ zombie các ngươi sẽ kết thúc tại đây. Không, chúa ta ơi, cứu chúng tôi. Đáng ghét, dũng sĩ diệt zombie. Ngươi, ngươi ba lần bốn lượt muốn tiêu diệt chống lợi của ta à? Cái gì thế này? Một con cá sấu zombie khổng lồ à? Chết tiệt, rõ ràng chúa thể của loài zombie là một con rắn bị ta giết chết rồi mà. Sao bây giờ lại xuất hiện thêm một con chúa tể mới thế này? Hả? Không, không phải một con, mà là hai con. Chết tiệt. Dũng sĩ diệt zombie, ngươi hết truy đuổi tàn sát loài của chúng ta lần này đến lần khác. Hôm nay bọn ta sẽ bắt ngươi chết tại đây. Đúng vậy, ngươi đã giết chết cơ thể rắn chúa tể zombie của ta trước đây. Virus zombie của ta đã thoát ra được và đi tìm một chủ thể mới là một con cá sấu vô cho xích. Và bây giờ thêm con của ta nữa, một con hồ vô cho xích zombie. Chết tiệt thật, lũ virus zombie. Các người đúng tân là được lắm. Các người có ký sinh điều khiển thân xác nào thì ta sẽ hủy diệt thân xác đó, để cho các người không còn đường để trốn. Bây giờ ngươi không có cơ hội để làm như thế lần thứ hai được nữa đâu. Cơ thể mới của mẹ con bọn ta chính là những quái vật giới cho sức vô cùng mạnh mẽ, kết hợp với virus zombie nữa thì không còn gì bằng. Đến lúc rồi, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của ngươi. Chết đi! Được rồi, con của ta tiếp tục đi thôi.